Đây, cuối chỗ này có cái nhà vườn nó rất đẹp. Ủa, ở đây tính ra ở đây nhà vườn nhiều ghê chứ. Ủa, này có một nhà vườn to nè, quý vị. Này có một vườn nhà vườn rộng này. Đây cũng có một nhà vườn rộng nè. Nhà vườn cực kỳ rộng luôn. Đó. Em mọi người xin kính chào quý chị nha. Chào mừng quý chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em nha. À, quý chị thấy phía trước mặt em là cái gì không ạ? À, này phía trước đây là chợ Diên Phú nè quý anh chị. Đó. Chợ Diên Phú là thuộc xã Diên Phú của huyện Diên Khánh. Thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đó thì vị trí này thì sẽ sát bên thành phố nha Trang. Đó, thì Diên Phú là một xã thuộc huyện Diên Khánh thì nó sẽ giáp ranh với thành phố Nha Trang, thì nó sẽ giáp ranh với xã Vĩnh Tung của Nha Trang và xã Vĩnh Phương của Nha Trang. Đó, thì còn cái đường phía trước mặt quý chị đây là cái đường quốc lộ 1A, là cái tuyến quốc lộ kết nối Bắc Nam giữa các thành phố ven biển của Việt Nam. À, vị trí này hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho quý anh chị mình một cái vị trí đất vừa phù hợp để mình có thể mua ở và mua đầu tư với tài chính chỉ có trên 1 tỷ một xíu thôi. Thì đó, cụ thể là 1 tỷ 150 triệu, một lô đất có thổ cư là 70 thổ cư, diện tích tổng là 131,4 m², ngang là gần 12 m, và hai mặt tiền đường ô tô vào tận nơi. Đó, rất phù hợp để quý anh chị có thể mua mình ở, mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Ở vị trí này thì nó sẽ, cái vị trí đất của mình hôm nay giới thiệu cho quý anh chị nó sẽ gần cái chợ Diên Phú này luôn quý anh chị. Cách cái chợ Diên Phú này là chỉ có 750 m thôi quý anh chị. Đó thì nó sẽ cắt cái đường chính là đường nhựa là 100 m, và nó cắt cái đường quốc lộ 1A của mình là 300 m thôi, và các cái chợ Diên Phú là 750 m. Thì lô này thì sổ sách giấy tờ là đầy đủ, chính chủ 100% luôn. Lô này từ vị trí đất mình mà kết nối đi về tới cái địa phận của thành phố Nha Trang là chỗ cầu Ông Bộ trên đường 23 tháng 10 á, là cái vị trí giáp ranh giữa thành phố Nha Trang với thành phố với huyện Diên Khánh á, là 4 km thôi. Đó, và bây giờ thì để quý chị không có chờ đợi lâu nữa thì em sẽ tới cái đầu đường đi vào lô đất, em quay tiếp cho quý chị xem, rồi em sẽ vô trong lô đất em quay chi tiết cụ thể cho quý anh chị xem về cái lô đất này nha. Lô đất này thì dành cho quý anh chị có tài chính trên dưới 1 tỷ, thì quý anh chị đã có thể mua được cho mình một lô đất gần Nha Trang rồi. Rồi bây giờ quý anh chị cùng theo chân em tới vị trí lô đất nha. Đó thì hiện tại thì em đang di chuyển tới đầu đường để vào cái lô đất mình nè quý anh chị. Thì đây là đường quốc lộ 1A nè. Đó, kết nối tới ngã ba Thành, từ vị trí này tới thì ngã ba Thành mình đi tầm 2,5 cây, còn kết nối tới trung tâm thị trấn Diên Khánh là mình đi tầm 2 cây, còn mình kết nối tới cái chợ Thành là cái chợ đầu mối nông sản lớn nhất khu vực Diên Khánh đó, là tầm 3 cây thôi quý anh chị. Và kết nối đi theo cái ngã ba Thành đó, là mình đi về cái hướng Nha Trang là hướng tay trái đi theo đường 23 tháng 10 á, thì mình kết nối tới địa phận thành phố Nha Trang là 4 cây, kết nối đi ra biển trung tâm Tân Phú là 12 cây đó. Hướng này thì mình đi sân bay cũng được, mình đi sân bay Cam Ranh thì mình đi tầm 37 cây, còn nếu mà kết nối tới khu vực biển Bãi Dài để mình đi du lịch á thì tầm 30 cây ha. Đó, còn cái hướng này thì đi Hà Nội quý chị biết rồi, đi Ninh Hòa, đi Vạn Ninh rồi á, đi Đà Nẵng, đi đi Hà Nội, còn đây mình đi tới xã Vĩnh Phương cũng được. Cái chỗ nãy em đứng là chợ chợ Diên Phú thì mình đi thẳng đường này tới tầm 400 m nữa nha quý anh chị. 400 m là tới chợ Diên Phú, và chỗ đó thì có sẽ có Ủy ban Nhân dân xã Diên Phú, trạm y tế xã Diên Phú cũng ở chỗ đó luôn. Đó, còn phía trên này thì trường mầm non cấp 1, cấp 2 đồ đầy đủ. Như trên này có trường mầm non, rồi xong là trường cấp 2, trường trung học cơ sở Hòn Ô Thám gì tùm lum hết. Đó, bây giờ nó gần cái thị trấn Diên Khánh cho nên ở đây là tiện ích bao la không quý chị ha. Đó, và vị trí này thì ngay chỗ này là mình sẽ có cái đường nhựa là đi vào. Thì cái đường nhựa này tên là đường rạch qua, thì rộng tầm đâu đó là rộng khoảng 6-7 m đó quý anh chị, tương lai là quy hoạch 15 m, hiện tại là đường nhựa đó. Chỗ này cũng có cái đường đi vào khu dân cư bên trong, và đường này tên là đường rạch qua nè. Ở đây có tên đường đầy đủ nha quý anh chị, đường Ông Đại, đường rạch qua, bạch qua chứ, bạch qua đó. Thì lô đất của mình từ đây vào trong cái đường này là tầm 300 m. Thì cái lô đất mình là không phải nằm mặt tiền đường này đâu, nhưng mà vô trong một cái con hẻm nữa, nhưng mà cái hẻm đó là hẻm ô tô, và nó sẽ cách cái đường chính mà rạch qua này 100 m. Đó, bây giờ em sẽ chạy xe vô trong, em quay cái lô đất cho quý anh chị xem cho ha. Đó, quay về cho quý anh chị xem rõ ràng hình dung.
Rồi bây giờ quý anh chị cùng theo chân em, mình đi vào trong vị trí của lô đất nha. Thì đầu đường vô là sẽ là có làng văn hóa thôn 4 nè, xã Diên Phú nè. Thì lô đất mình là thuộc thôn 4, xã Diên Phú. Đó. Cái đường vào thì rất là dễ đi quý anh chị, đường rất là to ha, rộng 6-7 mét lận, đường nhiều mà. Đường này thì xe tải đồ chạy vô tư ha. Ở đây thì đường này, đầu đường này người ta cũng bán tạp hóa, người ta kinh doanh, cũng thấy cũng có mấy cửa hàng đó quý anh chị. Đó. Em thấy ở đây nếu quý anh chị mà mua để mình ở, mình nghỉ dưỡng thì ở đây cũng rất là ok ha. Tầm giá này thì mà cách biển Nha Trang 12 km thì em thấy cũng hợp lý. Đường thông vô trong kia là quý anh chị, đường này thì bây giờ mình sẽ chui vô trong cái đường này nha. Đó thì mình sẽ đi vô cái đường này, thì đường này thì hiện tại rộng khoảng 3,5 m. Không 3,5 m đâu quý chị. Thì đường này thì ô tô vào đến nơi nha quý anh chị. Đặc biệt á, lô đất mình nó sẽ có hai mặt tiền cho nên là mình quay đầu xe được. Với lại đất rộng mà, mình xây nhà, mình làm cái nhà vườn. Đây, cái lô đất mình nè, gia chủ họ đã rào sẵn cái đường ranh rồi. Bây giờ em sẽ đậu cái xe chỗ này. Rồi, em sẽ quay cho quý anh chị xem nha. Cái đường này là đường thông nha quý anh chị, thông vô trong đây nè, thông vô chắc cũng mấy chục hộ nữa đó. Thì lô mình có một cái điểm yếu là nó nằm bên cạnh cái nhà thờ tộc, nhưng mà em thấy cái nhà thờ tộc này thì cũng lâu năm rồi. Ở đây dân cư người ta ở rất là nhiều quý anh chị, đặc biệt là trong kia đang có một cái nhà ta đang đập để chuẩn bị xây ở trong đó. Đường này cũng thông vô trong đó là khoảng mấy chục hộ dân nữa nè. Trước đất mình là người ta có để đổ đống gạch này để người ta về chuyển vô trong đó người ta xây nhà quý anh chị. Đó, ta xây xong thì hết thôi. Đó thì chỗ này thì mình có thể quay đầu xe được. Nhà mình đất mình có hai mặt đường mà, chỗ này mình có thể quay đầu xe được nè. Đó, cho nên là xe vô đây quay đầu thoải mái ha. Đó, bên cạnh mình là mình cũng có một cái nhà cổ, cái nhà cổ lâu năm. Nhà này thì đó, nhà vườn rất đẹp. Đó, hàng xóm xung quanh của mình rất là đông ha, khu dân cư cực kỳ đông và yên tĩnh luôn, cực kỳ phù hợp để mình ở, mình nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng là phải tìm một nơi yên tĩnh như thế này là cực kỳ hợp lý đó. Đó thì lô đất mình đây. À, thì lô đất của mình là để gia chủ đã được họ xây đường ranh bê tông là quý anh chị, không xây gạch gạch đá chỉ luôn đó. Đó, sát bên nhà luôn đó. Thì gia chủ đã xây sẵn cái đường đường đá này đó, rồi cắm trụ bê tông, rồi rào kiểm gai hết rồi đó. Đây, ngang bám mặt đường bê tông mình là gần 12 mét, gần 12 mét. Tổng diện tích là 141,4 mét vuông, có sẵn cho mình là 70 mét thổ cư. Đó, sổ sách, giấy tờ là đầy đủ, không có vay ngân hàng gì hết nha quý anh chị. Sổ này có sẵn luôn, quý anh chị muốn công chứng trong ngày cũng được. Đó, anh chủ là ảnh rất là dễ tính, đó, quý anh chị dễ thương mà chốt nhanh là ảnh sẽ bớt lọc cho mình thêm ít ha. Lô này thì ảnh đang chào bán 1 tỷ 150 triệu. À, lô sát bên nhà luôn, khu dân cư thì cực kỳ đông rồi. À, khu này thì em thấy khá là yên tĩnh cho nên là ở đây mình ở mình nghỉ dưỡng rất là ok luôn á. Thế đất là bằng phẳng vuông vắn đẹp, đất mình nó hình như giống như là hình vuông quý anh chị. À, vuông vắn đẹp ha, thì em quay bên trong cho quý anh chị xem nè. Thế đất rất là vuông vắn, đất bên đây là đất hàng xóm. Đó, khu dân cư bên trong và bên trong xung quanh nè, thấy là yên tĩnh ha. À, người ta ở rất là nhiều rồi. Đó, hiện hữu. Rồi, đây, lô đất của mình đây, thấy đất rất là bằng phẳng nè. Bằng phẳng và đẹp ha. Đó, sổ sách giấy tờ chính chủ. Như em đã nói đó, thì vị trí mình thì gần trường, gần chợ. Di chuyển về Nha Trang cũng khá là thuận tiện ha. Để em bật 0.5 lên cho quý anh chị xem tổng quan lô đất của mình nè. Thấy đất khá là cao ráo. Ở đây thì quá ok rồi. Khu dân cư bên trong, trong này người ta hôm nay xây nhà nè quý anh chị, để em vô em quay cho quý anh chị xem nè. Trong này đó, trong này cũng mấy hộ dân đông lắm quý chị, dân chân cư bên đây rất là đông. Trong này người ta hôm nay xây nhà này. Đó, trong này cũng có khoảng mười mấy hộ dân nữa ha. Đó, đường thông nhau hết nha,
Trong này đang sửa nhà. Đó, vô này hết rồi. À, vô đường thông trong đây nè. À, đường thông trong kia là quý anh chị thấy không? Đâu? Trong dân cư ở đây rất là đông. Đó, thông này nữa nè. Trời, chỉ là trong đây chắc cũng phải mấy chục, cả trăm hộ dân quá. Đường trong đó, đường thông hết rồi quý anh chị. Rồi, đây là lô đất của mình nha. Rồi. Mình mua lô đất này xong cái mình phía trước đường nè, mình đổ bê tông lại ha. Mình đổ bê tông lại là thấy là đẹp ha. Đường trước nhà mình rộng cũng khoảng hơn 3 mét, 3 mét rưỡi. Đậu xe phía trước cũng được. Còn không có mình sợ ảnh hưởng hàng xóm thì mình làm cái garage xe trong nhà là mình đậu được. Đất mình rộng 131 mét đâu mà. Đây là nhà của hàng xóm mình đó quý anh chị. Lô đất này giá tốt mà. Với lại Diên Phú tương lai sẽ sáp nhập vô thị trấn Diên Khánh. Ở thì tương lai thì Diên Phú cũng trở thành đất đô thị, hiện tại là đất ở nông thôn. Nhưng mà tương lai thì cũng trở thành đất đô thị. Thì lúc đó thì giá trị ở đây cũng sẽ tăng cao quý anh chị. Đó, với lại là vị trí này thì cũng rất gần Nha Trang. Mình thuận tiện di chuyển về Nha Trang. Hoặc là thuận tiện di chuyển tới Diên Khánh, thị trấn Diên Khánh. Ở đây thì gần chợ nữa, mình rất phù hợp để mình ở luôn. Những cô chú lớn tuổi mà tìm đất tại thành phố Nha Trang đi. Nhưng mà tài chính của mình nó gọi là giới hạn, không có nhiều quá. Thì mình có thể lựa chọn tại khu vực này để mình ở. Cuối tuần mình muốn đi biển mình chơi thì mình cũng đi được. Đâu phải quý anh chị lúc nào ở, quý anh chị muốn gần biển nhưng đâu phải lúc nào quý anh chị cũng đi biển đâu. Có khi cả tuần quý anh chị mới đi một lần thì mình mua miếng đất ở đây cho thoải mái này, ở đây đường rộng, to, đất to, ở thoải mái. Đúng không? Rồi cuối tuần này mình bắt taxi mà đi Grab hoặc là nhờ con cháu chở xuống biển chơi. Đi biển tầm 25 phút à, đi biển về. Đó, ở đây thì được cái là đi chợ gần lắm. Quý chị đi bộ cũng tới chợ nha. Quý cô chú đi chợ đi bộ á. Đi bộ cũng tới chợ đó. Gần hai chợ luôn. Thấy giá khá là tốt, khá là mềm. À, nếu mà tính ra mét vuông thì rơi vào khoảng hơn 8 triệu 7 mét. Thấy cũng hợp lý. Chợ ở Nha Trang bây giờ đất làm gì có giá. Đường ô tô mà có thổ cư mà 8 triệu 7 ở Nha Trang giá giờ phải trên 15 triệu mét. Lô này thì mức tài chính nó khá là mềm quý vị ha. Chỉ có là 1 tỷ 150 triệu. Giá này thì còn thương lượng bớt lọc thêm cho quý anh chị thiện chí. Đó. Anh chủ cũng đang rất cần tiền để anh bán. Cho nên là quý anh chị thiện chí mua, anh thấy dễ thương thì anh cũng sẽ bớt lọc mau mắn cho mình ha. Rồi, thì tổng quan nó là như vậy. Rồi anh chị quan tâm thì alo cho em ăn nha. Số điện thoại em để góc màn hình nè, 0353687732. Thì em sẽ gửi cho quý anh chị thông tin sổ sách rồi quý anh chị xem. Rồi quý anh chị quan tâm thì alo cho em ăn. Đó, rồi em sẽ dẫn quý chị đi xem thực tế cái lô này. Đó. Rồi sau đó thì quý chị muốn xin chủ bớt thêm cho mình bao nhiêu thì quý chị cứ xin. Đó, được thì anh chủ sẽ bớt cho mình thôi. Rồi quý chị thấy hay thì nhớ cho em ăn một cái nút like, một cái đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhấn thêm nút chuông thông báo nữa nha, để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh YouTube của em quý anh chị. Quý chị cô chú mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ăn nha. À, em quay thêm cho quý vị xem nè, khu dân cư bên trong này, trong này người ta làm nhà vườn rất là nhiều nè. Ồ, đất này, có một cái mảnh đất vườn rất là rộng nè quý anh chị. Ước mơ cuộc đời mình sẽ có một cái miếng đất rộng như thế này ha. Đây, à, cuối chỗ này có cái nhà vườn rất đẹp. Ồ, ở đây tính ra, ở đây nhà vườn nhiều ghê chứ. Ồ, này có một nhà vườn to nè quý anh chị. Này có một vườn nhà vườn rộng nè. Đây cũng có một nhà vườn rộng nè. Đó, nhà vườn cực kỳ rộng luôn. Đó. Rồi, quý anh chị quan tâm lô đất này thì alo cho em ăn nha. Rồi, bây giờ em sẽ chạy xe đi ra quay thêm khu vực xung quanh cho quý anh chị xem. Rồi, bây giờ quý chị cùng theo chân em mình đi ra khu vực xung quanh nha. Em quay thêm khu vực xung quanh đây cho quý anh chị xem. Khi nãy là quay quay chợ rồi đó. Giờ em sẽ quay ngược lại, đi ra hướng ngã Ba Thành đó quý chị. Đó. Mình cứ đi thẳng cái đường này là ra. Cách đường chính chỉ có 100 mét thôi. Đường chính là đường rạch bạch qua, em cứ lộn rạch qua. Đó. Thì đường này đường
đường nhựa nha, đường nhựa rất là ngon luôn. Anh chủ anh mới gửi cho em 2 ngày trước, mà 2 ngày trước em bận nhiều công việc quá cho nên em chưa có quay. Hôm nay là em canh thủ em uống cà phê xong là em chạy lên em quay luôn cho quý chị xem á. Rồi. Bây giờ em sẽ đi về hướng thành phố Nha Trang ha. Bây giờ em sẽ đi qua đường này em quay cho quý vị xem cái đường đi xuống khu vực chợ Thành. Mình tiếp tục thôi quý vị ha. Do chỗ này không có cái vòng quay đầu cho nên em phải chạy lên đây xíu để em quay đầu xe lại. Cái đường này mình chạy thẳng tới chợ nè quý vị, chợ Dương Phú á. Đi tới chợ Dương Phú là 400m. Chỗ đó thì có cả ủy ban nhân dân rồi trạm y tế xã luôn á. Rồi bây giờ sẽ chuẩn bị quay đầu xe. Đây, chỗ này có quay đầu xe nè. Đó Dương Phú, chợ Dương Phú tại vì lên đi xíu nè. Đi lên xíu nữa nhưng mà nãy em quay rồi cho nên bây giờ em chạy lên đây. Ngay chỗ chiếc xe máy, mấy chiếc xe máy chạy ra đó là chợ quý anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ đi qua đường. Rồi. Chỗ này tao bán đồ mỹ nghệ đó. Bán cây cảnh, chậu hoa đồ này. Cái đường quốc lộ 1A này em thấy người ta kinh doanh cũng khá là nhiều các cửa hàng kinh doanh nè. Như đồ nội thất đồ nè. Tiệm tóc nè. Cũng khá là nói chung đường lớn cho nên là người ta kinh doanh nhiều là cũng không có gì lạ thôi. Em thấy lô này giá tầm tiền này thì có thể tiếp cận được nhiều quý anh chị. Cho nên quý anh chị quan tâm thì cứ alo cho em. Mình đi xem thực tế rồi mình thích đó, mình chỉ cần thích thôi rồi lúc đó thì em sẽ liên hệ chủ cho quý chị, mình có thể thương lượng với chủ, xin chủ bớt lọc cho mình ha. Chỗ này cũng có cái đường lên Khánh Vĩnh nè, đường đi vào Hồ Em Chúa rồi quý chị. Đây là khu vực đi lên khu du lịch Hồ Em Chúa này. Cái hồ rất là lớn, rất là nổi tiếng của Duyên Khánh. Chỗ này có cảnh xăng nè. Ở đây là mình tới thị trấn Dương Khánh rồi nè quý anh chị. Chỗ này thì sẽ có cái đường bờ kè Trần Phú nè. Ở đây là đường bờ kè Trần Phú nè quý anh chị. Đường bờ kè Trần Phú nè. Đầu đường có quán cà phê nè. Đường ở đường bờ kè là và đi qua cái cầu cái đường cái sông Cái á. Bao quanh sông Cái luôn đây nè. Đây. Khu vực sông Cái nè quý anh chị. Sông Cái nè, sông Cái chạy về Nha Trang. Thì hai bên đường thì Duyên Khánh rồi ta làm hai cái đường bờ kè hai bên đẹp lắm.
bây giờ mình tới là ngã ngã Tư Thành rồi quý chị. Ngày xưa là ngã Ba Thành nhưng bây giờ thật tên là ngã Tư Thành nè. Có cái cầu vượt đi qua, nếu trường hợp mà khách xe lớn đồ đi qua chỗ này muốn không bị kẹt xe thì cứ lên cầu vượt đi. Kết nối đi sân bay Cam Ranh đi Sài Gòn luôn đường đó đó quý chị. Đây mình tới trung tâm thị trấn Diên Khánh rồi nè. Bây giờ là mình chuẩn bị giao với con đường các bạn mời nè. Cái hướng tay phải á là mình đi vào trung tâm thị trấn Diên Khánh và đi vào chợ Thành. Từ đây vô chợ Thành mình đi tầm 800-900 m nữa thôi. Thì cái hướng này là quý chị, hướng tay phải nè. Đó là vào khu vực chợ Thành, thì vào trung tâm thị trấn. Đường đó ngày xưa là cũng là quốc lộ 1A, nhưng mà trong khi ta làm quốc lộ 1A mới này thì không, cái khu vực này thì giảm thiểu được xe công xe tải vô. Bây giờ em sẽ đi về hướng thành phố Nha Trang. Đó, hướng này thì mình về lại trung tâm nè. Về trung tâm thì từ đây mình đi tới trung tâm, mà mình về trung tâm thì mình đi tầm 8-9 cây nữa ha. À, chỗ này có cái di tích hai cái cây dầu đôi rất là nổi tiếng nè. Đó, đi thêm xíu nữa là mình sẽ tới khu vực trung tâm phố Nha Trang ha. Rồi, em kết thúc video tại đây nha quý anh chị. Quý chị có nhu cầu đi xem video cái lô đất này thực tế thì alo cho em nha. Em cảm ơn quý anh chị nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở những cái video tiếp theo của em ạ.